Hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube Sangma TV. Thì cả nhà, thì hôm nay mình lại quay lại cái khu nhà mồ lớn. Mình trước mình đặt camera mình thấy một bóng cô gái cái nhà ngồi trong băng đá đó. Thì hôm nay mình quay lại mình đặt lại cho người xem nha. Thì hôm trước là mình thấy có một bóng một cô gái đứng chỗ cây mít và ngồi trong băng đá và đi trên cái thành này nè. Đi trên cái thành hàng rào. Thì hôm đó mình biết là chắc mình nghĩ là không phải trong ngôi mộ này đâu, chắc mình nghĩ là một cái hương linh nào đó quanh quẩn ở đây chứ không phải là trong hương trong cái khu mộ này. Khu mộ này là của một, theo mình thấy một ngôi mộ mình thấy là của một người đàn ông chứ không phải người phụ nữ đó. Thì theo mình đánh giá là chắc có lẽ là không phải là trong khu mộ này đó. Thì ok, thì bây giờ thì mình sẽ vào bên trong nữa nha. Thì cái nhà mình đồng hành cùng mình nhé. Cái camera hồng ngoại nó dở, nó có một cái là nó quay xa không được, nó quay chế độ rất là gần thôi, khoảng tầm 5-7 mét gì thì được chứ. Ở đây đó thì các bạn thấy không, miễn có gì nó có cái gì cản là nó thấy, còn nếu mà sai mút 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 thì nó không thấy luôn. Dạ cái này ai vô tầm không gài cửa ta. Đây có gì vậy? Cái gì? Không dây động vô cái gì? Thì trong video này thì mình cũng xin phép luôn nha. Nếu mà chủ nhân cũng như là người trong gia đình của khu mộ này mà có vô tình xem được video á, thì cũng cho mình xin phép được vào bên trong này quay, mà tất nhiên là mình không quay ngôi mộ nha, mình chỉ quay phía bên ngoài thôi. Thì nếu mà có gì sai sót thì mong cô chú anh chị mình thông cảm nha, mình xin phép trước. Chưa thấy ngồi con đá nữa kìa. Ok, thì giờ mình sẽ đặt camera cái nha. Thì ok nha, thì bây giờ mình sẽ đặt góc như hôm trước nha. Ok, bây giờ mình đi ra ngoài luôn.